Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa quân khu 5 với Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2021-2023, phương hướng nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn. Giai đoạn 2021-2023, Quân khu 5 và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có những diễn biến phức tạp. Hai năm qua, VOV đã đăng tải phát sóng hơn 350 tin bài ảnh phóng sự, qua đó giúp bạn đọc khán thính giả nắm bắt nhanh đầy đủ những thông tin sự kiện về công tác quân sự quốc phòng diễn ra trên địa bàn Quân khu 5. Các đơn vị của quân khu 5 đã tạo điều kiện cho hàng trăm lực phóng viên, cộng tác viên VOV đến các đơn vị trong quân khu và tuyến biên giới biển đảo thu thập thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 5. Tại hội nghị Quân khu 5 và Đài tiếng nói Việt Nam VOV tiếp tục phối hợp tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 5 và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đài tiếng nói Việt Nam thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo quản lý chặt chẽ nội dung thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo chỉ đạo định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phối hợp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác thông tin tuyên truyền và những nội dung nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động báo chí. Nhân dịp này, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trao 13 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh của VOV tặng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khen thưởng hai tập thể 3 cá nhân của quân khu 5, quân khu 5 khen thưởng 5 tập thể 8 cá nhân của VOV. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng quà chúc mừng quân khu 5 và VOV.